Thành công là đầu. Thành công là dẫn đầu. Thành công là khác biệt, là đột phá, là khát vọng, là ý chí, là sẻ chia, là chất lượng. Tận hưởng thành công của bạn cùng Kiệt Tác Bia. Chúc bạn Kiệt Tác Bia, một sản phẩm của Bia Hà Nội.
Vâng, xin trân trọng được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ cùng tốp múa. Kính thưa quý vị, bài hát Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam đã thay cho lời chào nồng nhiệt nhất muốn gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã có mặt trong đêm diễn ngày hôm nay của chúng tôi mang chủ đề Đất nước chọn niềm vui. Một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn phần mở màn vô cùng tuyệt vời vừa rồi. Đêm nhạc Đất nước chọn niềm vui là một chương trình nghệ thuật được diễn ra trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC2, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, với sự chuẩn bị và dàn dựng kỳ công trong suốt 2 tháng qua, Đất nước chọn niềm vui được thể hiện là một chương trình xứng tầm, chương trình nghệ thuật mang tầm vóc to lớn nhân ngày hội non sông. Có lẽ điều mà tất cả những người làm chương trình chúng tôi mong muốn ở đây đó là tái hiện lại được không khí hào sảng một thời, để từ đó tất cả những ai đang có mặt trong khán phòng của chúng ta sẽ có thể cảm nhận, yêu mến và tự hào, tin tưởng hơn vào một Việt Nam giàu mạnh và một Việt Nam giàu bản sắc truyền thống. Và trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ có những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, những bài hát để kết nối tình yêu thương của những người đồng bào đồng chí xa tổ quốc. Kính thưa quý vị, ở đó chúng ta cũng sẽ nhìn thấy thành quả của 71 năm qua dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình được hân hạnh được tài trợ bởi Tổng Công ty Bia Rượu, Nước Giải Khát Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Tràng Tiền và do Công ty Việt Át tổ chức và thực hiện. Kính thưa quý vị, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì chị Vân xin phép sẽ không giới thiệu những quý vị đại biểu khách quý có mặt trong chương trình, mà chúng tôi chỉ muốn giới thiệu ngày hôm nay hiện diện trong khán phòng này chính là những trái tim yêu nhạc, biết yêu thương những ca khúc của quê hương đất nước, để từ đó chúng ta thêm yêu và tự hào trong những ngày mỗi độ tháng 8 về. Thưa quý vị, và bây giờ thì Thụy Vân rất muốn được chia sẻ với quý vị đôi lời, bởi vì thực sự lúc này bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng bối rối trong cái không gian rất là trang trọng và ấm áp này. Thụy Vân rất muốn khi mà những mỗi một cái tác phẩm được cất lên không chỉ được hát lên bởi những người nghệ sĩ, bởi những người diễn viên, mà có lẽ sẽ được hát bởi tiếng lòng của tất cả quý vị nữa. Những tiếng hát, quý vị xin đừng ngại ngần. Nếu như quý vị thuộc bất cứ một câu hát nào, hãy hát cùng chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng hòa nhịp trong một bài hát, trong một tình yêu với quê hương đất nước. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc nói về niềm tin, về tình yêu, về hy vọng, về tình yêu quê hương đất nước. Vâng, đó chính là bài hát Bài ca hy vọng với sự thể hiện của ca sĩ Khánh Linh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xuân bóng sáng tương lai.
Sĩ Khánh Linh, chắc chắn là những lời hát vừa rồi cũng đã chạm tới cảm xúc của quý vị rồi phải không ạ? Thưa quý vị, có thể nói là mỗi độ thu về, chúng ta lại bồi hồi nhớ đến cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và cuộc quốc khánh mùng 2 tháng 9. Có lẽ là với thế hệ người Việt Nam thì không khí của ngày thu cách mạng, lời Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vẫn còn vang vọng, để từ đó cho mãi về sau, theo tiếng gọi của người, ta sẽ vững bước đi lên. Thưa quý vị, trên đất nước ngàn năm, tinh thần độc lập tự cường chưa bao giờ tắt. Khi ngưng tiếng súng là lúc lại vang lên tiếng hát của tinh thần lao động đổi mới hăng say. Từ miền núi cho đến đồng bằng, từ đất liền cho đến hải đảo xa xôi, ở nơi nào cũng vững niềm tin và ý chí xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh. Kính thưa quý vị, tiếp nối mạch chương trình, ngay sau đây Thụy Vân xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Những ánh sao đêm, sáng tác Phan Huỳnh Điểu và Nơi đảo xa, sáng tác Thế Song qua sự trình bày của ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em.
con tàu xa khơi, đây con tàu xa ngoài đảo xa, và nghe tiếng ngân nga suốt lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, quần đảo đứng hiên ngang, tiên hùng ca ngợi sáng. Tháng năm con tàu quen sóng cả quen gió biển, nước da màu nắng tươi giòn thêm anh thề. Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui xa khơi. Đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Đây súng khoác trên vai trong đầu núi xa hình anh đang đứng đó, nhắn với đất liền cánh buồm chờ đầy tình yêu. Sóng xu mối tình đời thủy thủ càng thêm yêu. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa. Trong nắng mới nhớ ca dáng hình em mùa gặt đằng đôi vai, sóng xu mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa. Xin cảm ơn quý vị. Vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một bài hát rất là nổi tiếng và quen thuộc của nhạc sĩ Thế Song, bài hát Nơi Đầu Xa. Một bài hát đã được rất nhiều thế hệ nghệ sĩ đi trước thể hiện bài hát này, và Thắng Lợi cũng rất là vinh dự khi là một trong những người nghệ sĩ trẻ được tiếp nối truyền thống đấy và hát lại bài hát này để dành tặng cho tất cả quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bài hát tiếp theo xin gửi tặng tới tất cả quý vị, có lẽ là một bài hát cũng rất là quen thuộc và đã nằm sâu trong tiềm thức của rất nhiều quý vị khán giả ở đây, cũng như là rất nhiều quý vị khán giả yêu mến dòng nhạc Thính Phòng, dòng nhạc cách mạng. Một bài hát của nhạc sĩ Phan Đình Điểu được viết trong những năm miền Bắc vừa giành lại hòa bình. Một sáng tác rất là quen thuộc, xin gửi tặng tới tất cả quý vị bài hát Những Ánh Sao Đêm. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát này. Gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lần lần lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lửa. Lòng anh những khi càng thương nhớ em,
dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, say cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài. Trường xây niềm vui mới khi bóng đêm trở về dựng ánh đèn lên, em thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối. Em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xa được hình bóng. Dù xa nhau tròn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mãi. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài. Anh đi biệt tháng ngày, tình em.
dài. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm mà quý vị rất nhiều đã dành cho các nghệ sĩ. Và liên tục chương trình xin gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đình Điều, bài hát được mang tên Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, xin gửi tới tất cả quý vị. Muốn cười chút nào
Vâng, xin được cảm ơn ca sĩ Anh Thơ cùng tốp múa. Đứng bên trong khán đài thì tôi có nhìn thấy có rất nhiều quý vị đã nhầm theo lời của bài hát này. Dường như những ca khúc vừa rồi giống như tiếng lòng của mỗi chúng ta, mỗi một trang kỷ niệm, mỗi một trang lịch sử dường như cũng đã ùa về. Kính thưa quý vị, có thể nói là cuộc cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, nó không chỉ là một dấu mốc son trong lịch sử của Việt Nam chúng ta, mà nó đã thổi bùng lên ngọn lửa của tinh thần yêu nước mỗi người con đất Việt. Kính thưa quý vị, trải qua rất nhiều thế hệ, chứng kiến biết bao những hy sinh, đau thương và mất mát, chúng ta không chỉ tự hào vì những người anh hùng, kiên gan, bền chí, anh dũng quật cường nơi chiến tuyến, mà chúng ta còn biết ơn sâu sắc những người vợ, những người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam tần tảo sớm hôm đã gạt nước mắt để có thể tiễn người chồng, người cha, người anh của mình lên đường. Và vẫn còn một lời hẹn ước. Và xa xôi, em nhớ lời rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ. Vâng thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Lời Người Ra Đi, sáng tác Trần Hoàn do ca sĩ Đức Tuấn thể hiện. Rằng chiến đấu đừng sờn lòng, rằng sóng gió đừng sờn lòng, đừng nề gian khổ. Lá vàng rơi mưa buồn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn xa, ngăn quân thù dày xéo dân ta cho một ngày. Em ơi, bước tới ngày nắng ấm.
dù xa xôi, em nhớ lời rằng muốn có một ngày về thì chiến đấu đừng xoan lòng, đừng để gian khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong câu thơ của em anh không có mặt. Câu thơ hát về một thời yêu đương, anh đau buồn mà chỉ biết em không thể hiểu những ngày đắm say. Cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo với bài hát Thời Hoa Đỏ. Vâng, thưa quý vị, bài hát này có thể nói là đưa chúng ta quay trở lại với những con đường của hồi ức, những con đường đầy kỷ niệm của một thời tuổi trẻ gắn bó với tình yêu quê hương đất nước, phải không ạ? Thưa quý vị, ngày hôm nay đêm nhạc của chúng ta mang tên Đất Nước Chọn Niềm Vui với những ca khúc đi cùng năm tháng. Nó đã thể hiện trọn vẹn nhất tấm lòng biết ơn của thế hệ đi sau đối với thế hệ đi trước. Đó là tấm lòng biết ơn đối với sự hy sinh quên mình của những con người đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc. Cũng như chúng ta không thể nào quên được sự hy sinh của những người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó. Thưa quý vị, và vào giờ phút vô cùng thiêng liêng này, chúng ta sẽ cùng cất cao tiếng hát để ngợi ca những người phụ nữ Việt Nam, những người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức chùm ca khúc Cô Gái Mở Đường và tiếng đàn ta lư qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy và bài hát Nổi Lửa Lên Em với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Anh Thơ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
mời quý vị lắng nghe lại ca khúc của nhạc sĩ Huy Thục. Bài hát này rất vui tươi và Thanh Thúy hy vọng rằng sẽ mời được quý khán giả cùng hát với Thúy, bởi nó chính là tiếng lòng của tất cả nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Tiếng đàn ta lư. Quý vị rất nhiều, xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Thanh Thúy rất xúc động khi ngày hôm nay giữa những ngày tháng 8 lịch sử được đến với thủ đô và cất cao lời hát những tình khúc thật lạc quan, tinh thần lạc quan cách mạng và lý tưởng đẹp của các thế hệ cha anh đi trước, để cùng với quý vị chúng ta sống lại những năm tháng lịch sử đó. Và bây giờ Thanh Thúy mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục không khí sôi nổi qua một bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Huy Du, và cùng dành một tràng pháo tay chào đón ca sĩ Anh Thơ. Ta nếm sâu sừng thêm mong tình anh nói.
chào anh thơ rất nhiều. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Anh Thơ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy đã đem đến cho chúng ta, cho khán phòng này của chúng ta một không khí rộn ràng của tinh thần lạc quan nơi những người chiến sĩ. Quý vị có thể dành cho những người nghệ sĩ của chúng tôi một tràng vỗ tay nữa lớn hơn được không ạ? Vâng, thưa quý vị, có thể nói trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của dân tộc đã trải qua rất nhiều những khó khăn gian khổ, thế nhưng ở đó thì luôn luôn thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân. Và chính sự chở che đùm bọc của nhân dân cả nước đã tiếp sức cho những người anh lính Cụ Hồ để có thể vững tay súng trong từng trận chiến. Kính thưa quý vị, còn nhớ từng chiếc áo ấm nơi hậu phương gửi về nơi chuyến tiến đã sưởi ấm tinh thần cho người chiến sĩ trong chiến dịch mùa đông, hay những chiếc khăn piêu báo tin vui thắng trận gợi nhớ tới tình cảm của đồng bào miền núi trong sáng chân thành dành cho người lính giải phóng quân. Kính thưa quý vị, có thể nói chính sức mạnh của tinh thần đoàn kết đã giúp cho chúng ta có được chiến thắng cuối cùng của ngày hôm nay. Và bây giờ, tiếp tục mạch cảm xúc đó, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức chùm ca khúc Áo Mùa Đông, sáng tác Đỗ Nhuận, Biển Hát Chiều Nay, sáng tác Hồng Đăng, Chiếc Khăn Piêu, sáng tác Doãn Nho. Và chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón ra sân khấu nam ca sĩ Tùng Dương. Cho phép Tùng Dương gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị. Gió bước tới đây, xào xạc rung cây lá lá bay. Một mùa đông bao người đã nao. Gió hút theo mây, người nào đem manh áo tới đây cho người lính đêm đông này. Tôi trong nắng quay chiều ngồi miền quê Đà Nẵng. Này người ơi, tôi nhớ thấy nhiều người mẹ mong con ngóng những chiều chờ cả mai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều chờ có bao đưa. Nay người ơi có thấy phút nào từng bạn tôi anh dũng mau chào mau cờ quang trên đao. Nay người ơi có thấy phút nào từng đoàn quân khâu áo nhuộm đào thành cờ buông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và Dương muốn hát tặng cho quý vị một bài hát về biển của nhạc sĩ Hồng Đăng, một tác phẩm bất hủ, bài Biển Hát Chiều Nay. Vâng, và xin mời tất cả quý vị sẽ cùng ngân nga, cùng hát theo những giai điệu rất là quen thuộc, ý nghĩa, sống mãi với thời gian. Biển Hát Chiều Nay. Chân trời rất xanh, gọi nắng xôn xao. Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Môi cười rất xinh, lung linh màu áo. Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, con thuyền vẫn vui, màu nắng vẫn ngọt ngào. Theo luồng cá bơi đan trên biển lớn, câu hát gợi lên những khát khao đại dương. Biển Việt Nam ơi, sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm lời thừa vang mới nên cười. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Rất xanh gọi nắng xôn xao, con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào. Môi cười rất xinh lung linh màu áo. Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu. Có gì sáng nay mà sóng xôn xao, chân trời vẫn xanh, màu nắng vẫn ngọt ngào.
theo luồng cá bơi đan trên biển lớn, câu hát gợi lên những gật gào đại dương. Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, hiện lại hát tình ca, hiện kể chuyện quê hương. Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời, qua bao nhiêu thăng trầm, lửa thử vang mới nên người. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, hiện lại hát tình ca, hiện kể chuyện quê hương. Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam, qua bao nhiêu thăng trầm, qua chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, hiện lại hát tình ca, hiện kể chuyện quê hương. Mới lên người biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện. Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê qua những thời kỳ chúng ta không thể không nhắc tới Chiếc Khăn Piêu, phải không ạ? Một bài hát đã có sức sống 60 năm tuổi đời rồi. Ngày hôm nay Dương vẫn rất là hạnh phúc khi được quý vị yêu cầu muốn nghe lại bài hát này trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với Chiếc Khăn Piêu, cùng hò hẹn với những đôi trai gái để trao cho nhau những chiếc khăn tình yêu. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe và cùng hát nhảy múa theo Tùng Dương. Sẵn sàng chưa ạ? Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời? Nhắn tin theo cùng gió. Dương cần cánh tay của tất cả quý vị cho bài hát Chiếc Khăn Piêu ạ. Nghe con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng, có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn piêu. Theo gió cuốn bay về đâu, chiếc khăn piêu theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đây vững trên cây. A chị ơi tới đây nhặt lên.
đây chiếc khăn đẹp này. Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, lạc hoa rừng, thắm phiêu đây. À ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây là mối nối duyên nhau. Thời tôi chờ ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng, chiếc khăn phiêu, chiếc khăn phiêu theo chị hồng, theo gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn phiêu theo chị hồng, theo gió cuốn bay về đây vẫn trên cây. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này, thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, lạc hoa rừng. Mỗi nơi duyên nhau thời tôi chờ tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời nhắn tin theo cùng gió hắn còn đây đợi vỗ tay theo nhịp trống để chào mừng cho đất nước với một ngày lễ thật vui hoàng. Hey! 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 Woo! Woo! Hey! Hey! Sao không ai nhắn tin theo? Hát to nữa lên ạ. Khăn còn đây, khăn còn đây, khăn còn đây. Đời
Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn. Vâng, những tràng vỗ tay quý vị là tình cảm rất lớn dành cho những người nghệ sĩ trẻ như Tục Dương. Vâng, ai cũng thích mình trẻ, vâng. Vì chính vì trẻ cho nên là rất là hiểu sứ mệnh của một người nghệ sĩ là phải đóng góp cho đất nước, năng lực cũng như là những điều mà quý giá, quý báu nhất của mình. Và giọng hát chính là điều mà cha mẹ cho Tùng Dương là quý giá nhất, Dương dâng tặng cho tất cả quý vị khán giả. Và bây giờ sẽ là một tiết mục rất là đặc biệt, và Dương nghĩ rằng là lần đầu tiên Tùng Dương được đứng chung với nghệ sĩ nhân dân thầy giáo Quang Thọ, một người đã dìu dắt Dương trong rất nhiều những năm học tại mái trường nhạc viện. Và ba thầy trò ngày hôm nay với nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Tùng Dương và nữ ca sĩ Khánh Linh sẽ cùng tam ca một bài hát Việt Nam trên đường chúng ta đi. Xin mời thầy giáo. Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời. Ta sẽ đến nơi đâu còn dặn, ta chưa về khi tổ quốc chưa.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, mỗi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước rồi, người trong ánh mắt em gạt một tia khát vọng, vẫy tay chào thế giới vượt trên biển đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, trao dồi sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Nước con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng ta thương yêu đời và yêu đất nước thôi, đợi trong ánh mắt em là một tia khát vọng. Đời tay chào thế giới vượt trên biển đất mới. Tự tin em có gái Việt Nam. Rồi mai đây em cùng bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim một gian tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, trao dồi sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu sắc tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, trao dồi sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tới chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Chính là Sinh tươi Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Đó là cách mà người trẻ họ hát về tình yêu quê hương đất nước. Tôi nghĩ rằng nó cũng không hề lạc tông so với những ca khúc mà quý vị đã nghe trước đó, phải không ạ? Bởi quan trọng nhất một điều là qua những ca khúc đó, chúng ta đều nhìn thấy một Việt Nam vô cùng tươi đẹp, và ở đó có lòng tự hào của thế hệ đi trước kế tiếp với thế hệ đi sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là một dịp tôi nghĩ rằng vô cùng đáng quý để chúng ta cùng ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta. Đó có thể coi chính là nền tảng của niềm tự hào dân tộc, nền tảng để chúng ta thấy rằng mọi thế hệ đều phải có trách nhiệm bảo vệ, xây dựng và cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam ta. Thưa quý vị, khẳng định một điều rằng không có niềm tự hào, không có lòng tự hào thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được những ước mơ, những hoài bão để cống hiến. Và không có những khúc ca bi tráng thì không thể nào có được những giai điệu hòa bình. Để có được ngày hôm nay, chúng ta đã trải qua rất nhiều những khó khăn gian khổ. Ở đó có tinh thần tự nguyện, có sự cống hiến hy sinh cao đẹp của thế hệ cha anh đi trước.
là hoa tôi nở tình yêu ban sớm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Đây là những ca từ vô cùng cao đẹp trong bài hát Tự Nguyện, một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quốc Lập. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc này với sự thể hiện của nam ca sĩ Đức Tuấn. Tôi sẽ làm loại bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam sang ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sớm, cùng buồn trái tim ngất say hòa bình. Là trời nhìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời, là người xin một lần khi nắng xuống nguyện anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ. Chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm, nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương. Lần khi nằm xuống nhìn anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ, là chi tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sớm, cùng buồn trái tim ngất say. Một lần khi nắm xuống
nhìn anh em đứng bên cấm cao ngõ. Của nam ca sĩ Đức Tuấn. Kính thưa quý vị, có thể nói âm nhạc có sức mạnh tinh thần tuyệt đối. Nếu như trong thời chiến, đó là tiếng hát át tiếng bom. Trong thời bình, nó chính là một sự khích lệ tinh thần để chúng ta lao động hăng say hơn. Còn trong ngày hôm nay, tôi tin âm nhạc chính là một cỗ máy thời gian giúp cho quý vị có thể lật dở lại những ký ức của một thời tuổi trẻ. Âm nhạc đã kết nối chúng ta để chúng ta biết yêu hơn, thương hơn mỗi tấc đất, mảnh đất quê hương mình, để chúng ta sẵn sàng nghe Tổ quốc gọi tên mình. Và đây cũng chính là ca khúc mà nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ muốn gửi tặng tới tất cả quý vị. Trường xa hoang xa dội vào gánh đá, tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, bão tố dập dờ chẳng lưu. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa gọi vào gành đá, sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đơn đau. Biết bao triệu mỗi người hào thức tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe. Ngọn đúc hòa bình
bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi. Mấy ngàn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Trên tay giật ngờ biết bao triệu mỗi người hào thúc tiếng Việt Nam, biết bao triệu người lấy thân mình che chở tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, Tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe. Tổ quốc cũng đã khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 71 năm kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Xin quý vị hãy dành cho những người nghệ sĩ của chúng tôi một tràng vỗ tay nữa thật lớn vì phần trình diễn vô cùng tuyệt vời của họ. Kính thưa quý vị, trong gần 2 tiếng đồng hồ qua, chúng tôi tin là quý vị đã có rất nhiều những cảm xúc được chia sẻ trong ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi rất muốn nói lời cảm ơn tới các nhà tài trợ. Xin được trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Thương mại Tràng Tiền đã tài trợ và đồng hành cùng chương trình. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn bà Đoàn Thủy Phương, Tổng giám đốc Công ty Việt Át, đơn vị tổ chức đã vô cùng tâm huyết với chương trình Đất nước trọn niềm vui ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã có mặt đông đủ trong khán phòng ngày hôm nay của Nhà hát lớn Hà Nội để chia sẻ những cảm xúc của tháng 8. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.